này khó chịu quá. Ơi, mày phải on đi. Vâng, không thế. Trừ 20 GR. Thế cứu rồi. À đây, có cả stick lẫn cả cả NTK này. Cả stick cả NTK này. Kỳ kỳ không chơi nhá, kỳ quá, kỳ leo lục báo Lại leo lục bảo. mãi nồi chịu rồi, Thế thôi. nên bỏ để gõ đầu mình đúng không, thì ra phải Hộp tướng này. Ban cơ mờ nó vừa vừa lai. Lốc kìa, không ao ấy. Khá là mình gặp bút đi nhỉ mọi người. Thôi được rồi, đã đến lúc mọi người. Mình cầm một tấm tủ mình vào đây. Nam ơi là Nam. Lâm Nguyễn Tràm này. Đô khoa đô. Vào rồi Khánh ơi, vào rồi Khánh ơi. Bọn nó ăn máu kìa, lời chưa, bọn nó lời chưa. Cắm cái mắt vào không cắm. Bận đầu tôi sẽ gây ra hai đồng nguyên rủa trong 5 giây cộng đồng vô hạn. Vĩnh viễn nhận giáp và kháng phép không quân rủa. Đây rồi. Khánh ơi, đọc cái này đi Khánh ơi.
là bất động tướng địch sẽ đặt hai cộng dồn nguyên rủa trong 5 giây cộng dồn vô hạn, thu thập vĩnh viễn một cộng dồn sức mạnh nguyên rủa mỗi giây cộng dồn nguyên rủa lên kẻ địch. Nhận giáp và kháng phép tương đương 10% sức mạnh nguyên rủa. Khánh vào, Khánh nói gì đi, Khánh ơi đừng có im lặng. Vào đây xong im lặng ạ, hết cứu luôn. Alo. Khánh không nghe gì đâu nhá Khánh á. Rồi nghe rồi nhưng mà nó nhỏ lắm, nhỏ tí luôn đấy. Đem thế mà thua. Không, không để nó mặt tướng. Không phải lâu ấy. Tôi chết rồi mà. Không, trước đó cơ. Góc đâu người ta đánh đúng. Wait the fucking. Sát thủ vật lý, sát thủ vật lý. Ok. Nhỉ? Nào cũng được. Bốn sáu không không nhiều, không nhiều lắm, cái này không nhiều giáp lắm. Và sao cái lõi này lõi bạc à, cũng phải thôi, cái lõi này lõi bạc. Lõi bạc cũng được, ôi cũng được. Thì đã là ngon rồi, lõi bạc sau cái này là ngon rồi. Có bốc bi nó cũng có khá khá khống chế mà, không phải là không có khống chế. Mấy người nhiều khống chế nhất luôn rồi. Không thể ngờ lên cả trình độ mà. Thế mà. Bóng bên hoa tóc. Được, đánh được, đánh được. Đánh đi làm gì, sợ đi. Tướng thủ mà. Whoa. Đây rồi. Các bạn ơi, mình có cả hai. Khánh ơi, Khánh Quốc có cả hai rồi, Khánh ơi. Tôi vừa có vô hạn giáp và kháng phép, vừa có vô hạn máu. Đấy, phải cầm đúng con tướng Poppy này nó mới kiểu chân mệnh thiên tử ấy, nó mới có cái vụ này được ấy. Không,
khỏe đấy, cũng khỏe đấy. Khỏe mà, thôi rồi. Trái tim khổng thần thay cho bố Diều, tạm biệt bố Diều luôn. Giờ đổi sang trái tim khổng thần chơi. Đâu cả hai lõi rồi. Ừ. À. Lõi cộng dồn cơ mới ngon chứ. Để báo mổ, đâu thân bệnh cứ tử mà. Ôi cộng máu tối đa kìa. Máu tối đa nó cứ tăng thôi. Ở lại với tôi, ở lại với tao. Đánh tao đi, đánh tao đi, tao chỉ cần máu tối đa thôi. Đấy, 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 đấy. Tao không cần đánh luôn á. Ủa, khỏe quá, em phải khỏe. 3.800 máu rồi, đấy mới có một round nhá. Có một round nhá, mà 3.800 máu nhá. Em không muốn cái đấy nữa. Cái đấy ngon quá, cái này ngon quá. Ui Khánh ơi, giáp, giáp. Giáp kháng phép 3.800 máu, Khánh ơi. Bố của các thể loại. Miễn ngừa được không ta? Chơi game dễ vãi. Ui cái nguyên rủa nó còn cộng dồn với nhau cơ. Cái nguyên rủa của hai cái này cộng dồn với nhau, trời ơi. Cộng một clip. Ừ, có nghĩa là hai cái này nó đều kiểu nội tại duy nhất là cái nguyên rủa. Hai cái nguyên rủa cộng dồn vào nhau. Trời ơi. Khỏe quá. Kiếm điểm gấp đôi. Em cũng khỏe mà. Kiếm điểm gấp đôi luôn, hai cái nguyên rủa này cộng dồn vào nhau. Tức là cái thu thập điểm này nó cộng dồn vào một. Khánh tránh ra, Khánh tránh ra, đừng có đánh, để im quốc. Mày ở với tao. Mày ở lại với tao. Bọn mày hết tung. Rồi ở lại với tao. Làm gì cũng được. Không cần đánh nó luôn á. Ở đánh nó cũng được. Máu lên kìa, máu lên kìa. Không, thế quốc nữa. Để quốc ở với nó. Ra ngoài rồi đâu. À, cho nó hồi sinh đằng kia lại. Đúng rồi. Đúng rồi. 5.600 máu rồi. 5.600 máu rồi. 5.600 máu. 600 máu ạ. 300 giáp, 400 kháng phép, 300 giáp. Điên quá. Điên quá, điên quá. Ông Yumi này múc dùm. Đúng lõi, đúng tích. Không, không, không đúng trang lắm, cái này không đúng trang nhưng mà đúng lõi quá. Ước được như thế. Bú thì thôi rồi luôn. Đây, đây, đúng cái này. Bú thì thôi rồi. Nhưng bạn không có diệt rồi. Kê không có diệt. Thằng này con S rượu có điểm mở á. Là sao? Cái đấy làm sao? Cái đấy nó cũng cộng như kiểu quốc á. À nhưng mà cộng cái gì? Không cần đánh nhau, tôi còn chả đánh nó ấy. Nãy là tôi chỉ chạy loanh quanh ở đây thôi. Thành ơi đừng lo. Thành ơi, quốc chỉ muốn cộng điểm thôi, tích điểm thôi. Từ 2006 rồi, 2016 rồi. Đừng nghĩ là tôi còn không thể đánh nó cơ. Đi, đi. Bảy nghìn tám máu rồi. 7.800 hơn cả. Đòn đánh đất cơ dùng thiêu đốt. Tứ bạn là giỏi rồi, siêu cấp bước kia tốt, quyền năng bất diệt, ôi quyền năng bất diệt cũng ngon này, mà thôi bỏ đi. Đam lưu của bạn được tăng 200% hồi điểm kỹ năng. Đây, cái này đi. Con người chơi, người ta chơi game dễ như vậy. Người ta chơi game dễ thật, được tôi chỉ đứng im ấy, tôi còn chả phải làm gì ấy.
Ui, Lulu, nu undi Lulu. Ở lại với tao. Đúng rồi. Đánh nhau, đánh giết thằng kia đi. Muốn làm gì cũng được, giết thằng Khánh thoải mái đi. Ở lại với tao, cho tao máu tối đa. Đưa máu tối đa đi. Đưa máu, đúng rồi, đưa ra đi, đúng rồi. Ờ, đấy, mày cho mày ăn máu đấy, ăn đi. Đây là tôi khi có bạn được hết ngon, chụp nó bỏ tôi luôn. Đó là cái hack nó bắt được một tại. Thôi cho hồi sinh đi. Ừ, cho hồi sinh đi đấy, cho hồi sinh đi. Ờ đấy rồi, đúng rồi, để ấy máu. Ừ, đúng. Phải không bao giờ thì chết. 3.400 cộng máu cũng thêm rồi. Ôi, hai máu rồi. Thôi được rồi. Thôi được rồi, tôi còn chả phải làm gì. Khi tim mạnh là sát lực kiểu. Không, bọn nó còn hai máu, mỗi thằng còn hai máu không. Tao muốn đánh nữa. Cho tao đánh không. Không, lũ khốn. Tao muốn trải nghiệm cảm giác đấy. Khánh ạ, à, Khánh biết gì không Khánh? Để quốc binh cho Khánh cái này nhá. Không phải, nhưng vấn đề là cái này nữa này, không phải là mỗi ấy nữa đâu. Ok. Quá, nó cộng thêm buồn. Các bạn ạ, tôi đang có 746 giáp và 557 kháng phép. Và chúng ta có 9.979 máu. Thật ra em hiểu có nguyên rùa đấy. Nhưng mà nguyên rùa nó yếu hơn. Nguyên rùa đấy là nguyên rùa đam đúng không? Đúng rồi. Nguyên rùa đam gì, ăn thua gì. Đấy, nó mới yếu hơn. Ủa? À, ừ đúng rồi, nguyên rùa đam gì, ăn thua gì, cái này mới là ngon. Tí nữa nha, tôi mà xuống dưới 40% máu, tôi còn nhận một đống giáp và kháng phép nữa. Thật mệnh thiên tử quá. Anh ơi, hãy để nó đánh tôi, cứ để nó đánh tôi. Để đời đi, tầm này. Ờ, không cần giáp gai luôn, giáp gai thì nó xếp nhanh quá. Ờ, cái nào đơn giản nữa nhỉ, cái nào nhẹ nhàng đơn giản nữa nhỉ, bọn này tự thua. Thiên băng ngon đây. Thiên băng à? Ừ. Ờ, giảm giáp này. Nhưng mà tôi không muốn đánh nó ấy, tôi không muốn đánh nó ấy. Để cho nó đánh tôi thôi. Em nhìn máu với cả mình với kiểu của nó, của quốc kìa, sán. Ôi giời. Nó đánh đi, ta xem. Đấy, đừng im đi. BOV. Khi bạn thằng bạn khi... có khách ngon kìa. Đánh cái đấy. Chết cũng được, mình để chết rồi, chết cho mình thua round này được không hả Khánh? Chấp nhận đi, thua round, được, thua round này đi. Có thua được không ấy? Thua được, thua thì vẫn thua được thôi. Là thua chưa? Ăn máu ấy, ăn máu sống lâu hơn này. Máu ơi. Ông tự tử đi. Mình nhiều máu mà mình thua một round có sao đâu. Thua để tôi lên nhiều ấy hơn. Chỉ thua một round đi. Ăn nguyên rủa. Đang thích thủ phận đấy. Đánh máu này. Không. Ông chết đi, ông chạy ra, ông tự tử đi, không thì không kịp chết đâu. Chạy ra tự tử chứ, ông chết đi. Ồ, chết đi. Em đi. Đấy là tôi với ông không đánh nó nhé, 14.000 máu rồi đã. À, đánh nó, ôi. Khi sử dụng kỹ năng lướt nhảy hoặc dịch chuyển, bạn nhận thêm 12 giáp và kháng phép, hiệu ứng này cộng dồn 5 lần. Và ai nổi còn thế nữa chịu rồi. Game phò quá. Game xám quá. Úi dồi ôi, 1.000 giáp, 1.233 giáp, 914 kháng phép và 14.000 máu. Cái này chắc chắn tôi phải cắt đi làm funny moment. Khánh ơi, đi ra nhá, đi tự tử đi, Khánh, để tôi, Khánh ơi.
Được, không thua được đâu mà, không thua được đâu. Chỉ có chôn mới thua được thôi. Thua bằng niềm tin. Lấy cái này á. Ok. Thấy không, thấy không, thấy không, tôi còn không đánh cấp đó, các bạn thấy không, tôi không đánh bọn nó luôn. Tôi xem các bạn đánh nhau kìa. Ui, ui. Ôi bạn ơi. Ôi đi hồi sinh đồng đội đi, hồi sinh đồng đội đi, cho hồi sinh đồng đội đấy. 16.000 máu rồi, 16.000 máu rồi. Có đấy thì kích đến chết. 17.000 máu rồi, 17.000 máu rồi. Có đấy thì nó kích được 2.000 mốt rồi đấy. Không, mình phải chết, mình phải chết, mình phải có clip. Mình phải chết, mình phải chết, mình có clip quốc rồi. Không, không có. Không. Điểm dễ luôn. Cầm con tướng thủ xong rồi nhìn hai cái hết đã kinh khủng khiếp. Đâu có sai đâu, đâu có sai đâu, đâu có sai đâu. Chân vịnh thiên tử mà cầm tướng thủ được đúng hai cái hết. À, cười quá. Vui chưa anh yêu? Thế quá vui luôn. Vui gọi chứ. Có cái đoạn đấy chắc chắn là sẽ cắt nha, đoạn đấy chắc là sẽ cắt ra làm video, hứa luôn 100%. Tôi chả phải làm gì tôi.